Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Đây là chiếc AS1000 thuộc dòng Furikyo. Đây là mẫu mà mình sẽ có cái video hôm nay sẽ chia sẻ sâu hơn về dòng Furikyo AS1000 này. Đây là một trong những mẫu mà Furikyo sản xuất vào tháng 12 năm 2015. Thì nó rơi khoảng độ tầm đâu đó khoảng độ tầm 2015-2016. Thì ở đây thì mình sẽ có một cái video này giới thiệu về tổng thể chiếc ghế, cũng như rằng là mình sẽ có cái video chuyên sâu hơn chia sẻ các bạn nhiều hơn về cái chiếc ghế này, để các bạn đã sở hữu chiếc ghế AS1000 cũng như chưa sở hữu thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn về nó. Thì việc đầu tiên là cái ngôn ngữ thiết kế thì vẫn là đến cái điểm đặc trưng của Furikyo. Thì dòng Furikyo thì thường thường nó sẽ thiết kế theo cái mô phỏng theo cái việc ôm sát cơ thể người, nó tạo ra cái hiệu quả nó sẽ chuyên sâu. Thì cái vấn đề này thì là cái sự thiết kế đặc trưng của mỗi dòng sản phẩm cũng như mỗi hãng sản xuất khác nhau. Còn đâu dòng Panasonic thì nó thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế trông đẹp và trông nó trường ghế. Thì dòng Furikyo AS1000 này thì phải nói rằng là mình thích cái điểm thiết kế của nó, với cả cách cái phối màu của nó nhìn trông nó có một cái gì đó rất là hiện đại. Đây các bạn có thể thấy này, trông nó có ngôn ngữ thiết kế hiện đại và trông nó đơn giản, nhưng nếu mà các bạn nhìn kỹ thì trông lại rất sang trọng. Thì màn hình ở đây thì đến đời này thì đã tích hợp màn hình cảm ứng nhé, các bạn có thể chạm ở đây để chọn các bài đánh cũng như các chế độ đánh khác nhau. Thì ở đây là các phím cơ học. Dòng AS1000 này thì nó được trang bị 34 túi khí ôm toàn cơ thể, từ vai này, các bạn có thể thấy này, từ vai nhé, từ vai cho đến eo, cho đến hông, rồi là tay, rồi là chân, lòng bàn chân. Đấy, tất cả trên chiếc này là 34 chiếc túi khí. Dòng này thì có đặc điểm nổi trội là dòng có sưởi. Thì ở đây tập trung hai điểm sưởi, là hai điểm sưởi hai bên bả vai và hai điểm sưởi dưới lòng bàn chân. Thì tại sao nó thiết kế như thế là bởi vì những cái điểm đấy là những cái điểm mà nó dễ bị lạnh. Thì nhà thiết kế người ta đã thiết kế cái điểm sưởi đấy để tạo cái sự ấm áp, cũng như tạo cho cơ thể của các bạn khi massage sẽ có một cái sự thoải mái nhất. Tiếp theo nữa thì phải nói đến cái đặc điểm nổi trội nhất mà nhà sản xuất người ta đã đặt vào chiếc Furikyo này. Thì đó là cái con lăn nhé. Con lăn này là con lăn thuộc dòng chuyên sâu. Thì khi mà các bạn ấy, khi đây nhá, khi các bạn mà vào bài đánh, các bạn bật ghế lên thì lập tức ghế nó sẽ chuyển về một cái tư thế. Cái tư thế này là tư thế thường thường như bọn mình sẽ gọi là tư thế tiêu chuẩn, là cái tư thế tốt nhất để cho các bạn massage cũng như là các bạn sử dụng các cái bài đánh, nó tạo nên cái hiệu quả tốt nhất giữa con lăn và cơ thể của các bạn. Thì con lăn ở đây là con lăn chuyên sâu. Thì ở trong cái tại sao lại chuyên sâu thì mình sẽ chia sẻ như này. Trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì hầu như các bạn đều cũng như chúng ta thì đều ít vận động. Cái thứ hai nữa là công việc bàn giấy thì lại nhiều, thì nó tạo nên cái sự mệt mỏi, cũng như là nó tạo nên cho các bạn cái vấn đề là cơ thể ít vận động thì cái sự lưu thông khí huyết nó sẽ kém đi. Đồng thời nữa là nó sẽ tạo cho các bạn một cái cơ thể nó ì ạch. Các lớp cơ sâu bên trong ấy, các bạn phải hiểu các lớp cơ sâu bên trong nhé, nó có tạo nên cái độ cứng, nó sẽ gây ra sự mệt mỏi và lâu nó sẽ thành mãn tính. Thì ở đây nhà thiết kế người ta đã thiết kế con lăn này nó nổi trội nên người ta gọi ra con lăn là con lăn pro. Thì tại sao như vậy? Bởi vì nó sâu hơn các con lăn khác là 12,5 cm, tức là nó tác động được vào những cái lớp cơ sâu hơn trong cơ thể các bạn. Thì khi mà các bạn đây, khi các bạn bật ghế lên như này thì nó sẽ xác định cái vị trí. Đây mình sẽ bật mô phỏng nhé, nhưng không có người. Đây mình chọn một bài đấy. Thì khi các bạn bật ghế lên thì con lăn nó sẽ đi dọc theo đây, các bạn sẽ thấy này, nó sẽ đi dọc theo cái tuyến từ mông, tức là xương cụt của các bạn, sau đó nó sẽ chuyển dần lên cổ để nó xác định cái vấn đề rằng là ở đây trên con lăn nó có cảm biến nên nó xác định mô phỏng cái dọc trong xương sống của bạn theo cái dạng hình 3D.
Thì khi mà xác định được cái mô phỏng theo cái hình dạng 3D xương sống của các bạn, cũng như gọi là hệ nưng của các bạn, thì nó sẽ đưa ra được cái bài đánh nó chuẩn xác, phù hợp hơn với cả từng người. Đấy, cái này là cái điểm rất cần thiết nhé. Bởi vì có những cái người có cái cấu trúc xương sống cũng như cấu trúc về cái bề mặt cơ nưng nó khác nhau, cao thấp rồi là chiều ngang, hay là người béo người gầy, thì khi mà có cái cảm biến này thì nó sẽ giúp cho chiếc ghế làm việc hiệu quả hơn, cũng như phải nói là cái con lăn nó đi chuyên sâu hơn. Điểm tiếp theo nữa mà phải nói đến đây thì các bạn có thể thấy này, cái bài đánh này này, đây nhá, ở đây nó có bài 30 phút. Bài 30 phút này thì dành cho các bạn mà khi mà các bạn buổi tối mà hay là một cái thời gian nào trong ngày mà các bạn muốn trải nghiệm một khoảng thời gian tương đối lâu để toàn thân các bạn được rũ bỏ hết mệt mỏi, thì các bạn hãy dùng cái bài 30 phút này. Tiếp theo nữa là nổi trội nhất ở đây, nó là cái bài 7 phút. Bài 7 phút là dành cho những bạn mà muốn giảm cái sự căng thẳng, mà giảm cái sự mệt mỏi, cũng như là vừa sau cái giờ làm việc. Nhưng mà thường thường chúng ta đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta ngồi ghế massage được hết bài 30 phút, hay là ngồi ghế massage để hết được cái bài 15 phút là những bài thông thường, thì nó nhà sản xuất người ta đã tính ra cái bài 7 phút. Nhưng trong cái 7 phút đấy nó đưa ra một cái hiệu quả rất là nhất định mà nhà sản xuất người ta đã tính toán nghiên cứu để làm sao cho nó đưa ra được cái tối ưu nhất cho cơ thể của bạn khi đỡ mệt mỏi. Thêm một cái điểm nữa là mình thấy cái dòng ghế IS1000 này nó rất là dài ghế, mà trông nó có một cái nét gì đấy là nó rộng rãi và thoáng, trông nó thoáng ghế. Thế nên đây là cái tư thế ghế mà các bạn có thể thấy rằng đây là cái tư thế mặc định của các dòng ghế khi mà chúng ta vào một cái bài đánh, thì nó sẽ ở cái tư thế này. Thì ở đây các bạn có thể thấy ghế có thể hạ ra. Đấy, nhưng mình sẽ hạ ra để cho các bạn thấy cái sự thoải mái của chiếc ghế. Đây là cái sự tính toán của nhà sản xuất để khi mà chiếc ghế nó ở một cái vị trí như này đây, thì các bạn có thể thấy này, cơ thể của chúng ta này có thể nằm một cách rất là thoải mái như một chiếc giường luôn. Mà nó hay hơn ở cái chiếc giường là cái này nó ôm sát hết cơ thể, nó làm cho các bạn không cảm thấy là nó bị chõn hay bị trống vắng, tức là xung quanh mình đều được ôm ấp vào đấy. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây, nằm nó rất thoải mái. Cái chân này mình có thể đẩy xa ra đấy, mình có thể đẩy xa ra một cách thoải mái hơn, thì chân ai dài thì đều có thể làm theo được như thế. Thì đấy là một trong những cái mà mình thấy cái điểm của IS1000 này nó rất là hay. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là khi mà các bạn sử dụng ghế thì bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cũng thứ hai nữa là mình sẽ đưa cho các bạn cái tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái phần mà nó dùng chuyên sâu hơn về những cái tiếng cảm ứng này này. Nên là nhiều khi nếu mà mình chỉ đưa cho các bạn cái tờ hướng dẫn thông thường bên ngoài thì các bạn sẽ không lấy được, mà các bạn sẽ được đưa cái phần mô tả sâu bên trong đây. Thì ở đây nó có hai bản nhé, hai bản, một bản tiếng Anh và một bản tiếng Việt. Các bạn có thể chọn tiếng Anh đấy, sau các bạn đây, ở đây thì nó sẽ chuyển ra tiếng Anh. Thì cái này nó sẽ dễ hơn cho một số bạn mà biết tiếng Anh thì mình có sẽ sử dụng hơn. Thì phải nói dòng Furikyo này thì mình thích nhất ở cái bài mà kéo giãn cuộc sống này đấy. Trong cái bài kéo giãn cuộc sống này thì nó sẽ giằng cái chân của mình, sau đó là nó túm lấy cái bả vai của mình, nhưng mà nó giữ, nó ghì lại bằng các túi khí, xong là nó sẽ kéo ra. Đồng thời cái bản IS1000 này nó tạo cái chỗ chân này này, nó sẽ kéo ra đấy, và nó đẩy ra, nó đẩy xoay hẳn chân ra, tức là nó vặn chân của mình. Đấy là một trong những cái điểm rất là hay. Ở đây thì bản này nó chi tiết hơn, chi tiết đến mức mà cái phần mà chỉnh tốc độ mạnh nhẹ ở con lăn thì không nói, nhưng mà mình có thể chỉnh được cái nực túi khí ở vai này, eo này, rồi là tay này, chân này, tất cả là 5 điểm. Đọc ở phần tay thôi bạn đã có thể chỉnh được 3 cái nấc mạnh nhẹ khác nhau. Còn nếu mà ở phần các phần bộ phận túi khí khác thì các bạn có thể chỉnh đến 3-5 lần. Đấy. Thế nên là mình thấy đấy là một cái trong những cái điểm rất là hay. Nó sẽ phù hợp hơn với nhiều người, bởi vì có người muốn đánh mạnh ở phần
phần khác nhưng lại muốn nhẹ ở phần khác, nên là đây là một trong những cái điều rất tối ưu. Thì đây là toàn bộ cái video mà mình chia sẻ với cả các bạn về chiếc ghế Furikyo AS 1000 này. Nếu bạn nào có quan tâm về ghế cũng như muốn mua dòng sản phẩm này hoặc đã đang sử dụng cái dòng sản phẩm này, muốn tìm hiểu và hiểu sâu hơn thì hãy liên hệ theo mình theo số điện thoại 0974945555. Mình là Ngọc Japan, chuyên về các dòng ghế massage nội địa Nhật cũng như các sản phẩm nội địa Nhật khác. Các bạn hãy liên hệ với mình qua Zalo hoặc Facebook, hoặc có thể gọi trực tiếp cho mình. Mình sẽ chỉ cho các bạn nhiều kiến thức hơn cũng như hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng các dòng ghế massage nội địa Nhật. Không nhất thiết là ghế phải mua từ nhà mình, hoặc có thể mua ở đâu khác cũng được. Bởi vì nếu mà không may có lỗi gì xảy ra thì các bạn cũng có liên điện cho mình. Không phải ghế nhà mình thì mình cũng sẽ hỗ trợ các bạn. Bởi vì ghế massage thì các bạn có thể thấy nó có rất nhiều mã và nó đòi hỏi một cái kiến thức rất là lớn. Thế nên là không phải ai cũng có thể xử lý được các lỗi đấy. Nó là đồ điện tử nên là các bạn, nếu các bạn đưa cho đúng người thì có thể rằng là sửa nó rất là đơn giản. Nhưng nếu không đưa cho những người mà người ta không có chuyên môn, thứ hai là người ta không có đồ, thì các bạn sẽ phải hiểu rằng là đôi khi nó sẽ là nợ nành thành nợ què. Đấy là cái sự chia sẻ của mình trong cái kinh nghiệm nghề nghiệp của mình. Thân ái chào tạm biệt các bạn.